Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ nuôi cá trong phòng. Nhưng mà không phải là nuôi trong những cái ly nhựa, mà mình đã lên mạng đặt mua một combo hồ cá mini đầy đủ đồ chơi cho việc nuôi cá và trang trí ngay ở trên bàn. Thường thì sau những giờ học online, làm việc trên máy tính, các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán, buồn ngủ và năng suất cũng như sự tập trung của mình sẽ giảm đi. Lúc này mình sẽ cần một cái gì đó trang trí theo kiểu phong thủy, gần gũi với thiên nhiên, làm cho không gian sinh động, tươi mát hơn để thư giãn tại chỗ, làm mới tinh thần. Và đây là một sản phẩm mà chúng ta rất cần cho mùa học online này, hồ cá mini để bàn. Mình sẽ thả những con cá này vào trong hồ, ngắm nhìn nó bơi dung dăng dung dẻ, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót trên cành cây, tiếng côn trùng kêu rã rích trong đêm, hay những cành cây hủy sinh dập dìu trong làn nước tươi mát. Rồi mỗi ngày mình sẽ cho cá ăn, chăm sóc nó lớn lên để giảm đi cái sự căng thẳng. Đặc biệt là hồ cá này đã được tích hợp đầy đủ chức năng như máy lọc nước tạo oxy, đồng hồ xem giờ, báo thức, đèn led 7 màu trang trí vào ban đêm và được tặng kèm theo những món đồ trang trí ở bên trong. Chắc chắn là sẽ tạo ra một hồ cá tuyệt vời ngay ở trên bàn của mình. Xem thông tin trên vỏ hộp thì đây là hồ cá sử dụng bằng nguồn điện USB, tặng kèm theo những cục đá ngoài thiên nhiên được lấy ngoài sông, ngoài suối, một cành cây hủy sinh màu xanh tươi mát và một số những cái phụ kiện đi kèm theo. Về chức năng của hồ, sẽ được trang bị một màn hình LCD thể hiện thời gian, ngày, tháng, năm, nhiệt độ, có chỗ đựng viết, được trang trí đèn led 7 màu, có âm thanh tự nhiên và dung tích hồ chứa là 1,8 lít. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và bên trong sẽ là phần lòng hồ. Được đóng gói khá cẩn thận. Bọc mút hai bên đầu, đảm bảo trong cái quá trình vận chuyển, hồ cá của mình sẽ không có bị hư hại. Tháo hai cái đầu mút này ra. Có khá nhiều những cái phụ kiện ở bên trong lòng hồ. Và đây chính là cái phần hồ cá. Nó không quá to nhưng mà cũng không quá nhỏ. Độ dài khoảng 20cm. Chất liệu của hồ cá không phải là bằng kính mà bằng nhựa mica trong suốt, nguyên khối và được bo tròn hai cạnh. Với cái chất liệu này thì mình an tâm sử dụng, không nguy hiểm như bằng kính. Không phải lo lắng về cái vấn đề chẳng may hồ cá nó vỡ ra thì những cái mảnh kính nó sẽ đâm lên tay của mình. Tuy nhiên nó sẽ có một cái nhược điểm là cực kỳ dễ bị trầy xước. Những cái vật kim loại sắc nhọn chạm vào thì nó sẽ để lại những cái vết trầy ở trên hồ cá. Ngay trước mặt hồ, mình sẽ có một cái đồng hồ điện tử. Bên dưới là những cái nút bấm để sử dụng cái đồng hồ này. Thì cần lắp pin 4 cục pin tiểu 2A. Phần đồng hồ điện tử của mình đã thể hiện có những cái thông số giờ, phút, giây, ngày, tháng, thứ và đặc biệt là nhiệt độ. Nhiệt độ này là nhiệt độ ở trong phòng của mình, không phải là nhiệt độ ở trong hồ cá. Có một cái chức năng nữa là thay đổi hiển thị cái độ F. Hiện tại là 86,3 độ F, chuyển qua cái độ C là 30 độ C. Những cái nút tiếp theo, chúng ta có thể chỉnh giờ cho cái đồng hồ của mình. Mình sẽ có một cái nút sound. Ở trong đây nó sẽ có những cái âm thanh của tự nhiên, như là tiếng nước chảy, tiếng bò kêu, chuyển qua cái âm thanh số 2. Mình sẽ có tiếng chim hót, âm thanh số 3, tiếng nước chảy, lẫn tiếng ảnh ương, cóc nhái đang kêu. Ok, và còn khá nhiều những cái âm thanh tiếp theo. Cái âm thanh này kết hợp với cái khung cảnh ở bên trong hồ cá sẽ tạo ra một cái khung cảnh thiên nhiên, phong thủy, rất đẹp ở trên bàn của mình. Hãy xem ở bên trong lòng hồ có một cái miếng nhựa và mình nghĩ là mình sẽ thử tháo cái miếng nhựa này ra. Đây, trong đây chúng ta sẽ có một cái miếng mút để lọc nước. Những cái miếng mút này mình thấy nó khá mỏng, tác dụng của nó chắc sẽ không cao và đặc biệt là sẽ được trang bị sẵn một cái motor nhỏ, một cái máy bơm nước là luân chuyển nước, tạo oxy và lọc nước. Bên cạnh hồ sẽ có một cái ngăn nhỏ bí mật, kéo ra, tận dụng cái ngăn này đựng những cái món đồ linh tinh. Đóng lại thì nó cực kỳ bí mật, nhìn sơ qua mình sẽ không thể thấy được cái ngăn này. Tiếp theo hãy xem tới phần phụ kiện, một cái ly uống nước trong suốt. Cái phần ly này sẽ được đặt vào bên trong lòng hồ, có một cái chỗ đựng viết ngay ở trong chính giữa hồ cá. Phụ kiện tiếp theo sẽ là một cái bóng đèn led. Phần thân đèn này có thể xoay được 360 độ, đưa lên đưa xuống, điều chỉnh ánh sáng theo ý thích của mình. Ở bên dưới là phần vòi nước, tương tự như cái vòi nước mà mình rửa tay. Cái van này có thể điều chỉnh được. Một công tắc mình nghĩ là sẽ gắn lên trên cái hành hồ. Một hộp phụ kiện đi kèm theo. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái ống nước trong suốt bằng nhựa dẻo. Đó là cái ống nước này sẽ kết nối cái phần motor bên dưới và cái phần vòi nước ở phía trên. Tác dụng của nó sẽ là chuyển nước từ ở bên dưới lòng hồ lên trên cái vòi nước này và nước nó sẽ xả xuống bên dưới. Món phụ kiện tiếp theo sẽ là một cây hủy sinh bằng nhựa, cắm nó vào bên trong lòng hồ. Hồ cá mình có cây, cảm thấy nó xanh tươi tươi mát hơn. Một cái bịch đá. Theo như lời quảng cáo thì đá này sẽ được lấy ngoài sông, ngoài suối, đá thiên nhiên, đá tự nhiên. Một bịch nhỏ nhưng mà đổ ra cũng khá nhiều nha, cận cảnh những cái cục đá này. Đây đúng là cục đá ngoài thiên nhiên. Mình thấy được những cái lớp trầm tích ở bên trên cái thân đá. Rồi sẽ có thêm những cái cục sỏi. Cục sỏi này thì cũng thường thấy ở những cái bờ suối. Thêm những cục đá màu nữa. Và chất liệu thì nó được làm bằng sỏi thiên nhiên, nhưng mà mình nghĩ là người ta đã trộn màu vào bên trong để trang trí cho cái hồ cá của mình.
Và một cái điều rất đặc biệt của cái đồng hồ này là cái màn hình của nó được làm bằng nhựa trong suốt, có thể vừa xem giờ, vừa xem những cái phong cảnh ở bên trong lòng hồ, hay là xem những cái chú cá bơi qua bơi lại, lật qua cái mặt sau nè. Ở cái mặt sau thì nó sẽ không có cái đồng hồ, mình sẽ nhìn thấy cái diện tích của hồ cá nó rộng hơn, nó thoáng hơn. Một cái công tắc motor on off và khá nhiều cổng kết nối. Dây kết nối thì cũng được tặng kèm theo bên trong hộp. Đầu tiên là một sợi dây ngắn với hai đầu mini USB. Theo hướng dẫn thì mình sẽ kết nối cái dây này với cái phần đèn đầu còn lại cắm vào phần đế của hồ cá. Và đây sẽ là dây cấp nguồn. Các bạn có thể cấp nguồn cho hồ cá bằng pin sạc dự phòng hoặc bằng củ sạc điện thoại. Ở đây thì mình sẽ sử dụng pin sạc dự phòng cho nó thuận tiện. Ok, xong rồi. Bây giờ sẽ tới công việc thú vị nhất là chế nước vào bên trong cái hồ cá này. Thì mình đã có sẵn một cái chai nước, dung tích của nó là 0,5 lít. Mình hãy xem cái dung tích thực tế của hồ cá này là bao nhiêu. Có một cái lưu ý là ở phía sau chúng ta sẽ có một cái chữ mắc. Hết bình này sẽ là 1 lít nước. Tiếp theo là bình thứ 3. Đã chạm tới cái mực mắt rồi. Cái dung tích thực tế mình đoán được là khoảng 1,2 cho đến 1,3 lít nước. Ở trên hộp thì nó để là 1,8 lít. Nhưng mà cái dung tích thực tế thì nó hoàn toàn khác xa. Có thể nếu như mà mình chế cái mực nước nó tràn lên cái phần mép hồ luôn thì nó sẽ đạt đúng cái dung tích là 1,8 lít nước. Đây là những cái dụng cụ văn phòng phẩm có sẵn ở trên bàn học, trên bàn làm việc của mình. Thì mình sẽ tận dụng cái ly này. Viết nằm ngay ở bên trong lòng hồ. Tiếp theo mình sẽ thử đến những cái chức năng khác. Chức năng đèn, mở cái công tắc trên đây. Có hai bóng đèn LED 7 màu sẽ phát sáng, xoay xuống bên dưới như thế này. Và ban đêm thì nó sẽ thay đổi cái màu sắc của hồ cá của mình. Đây như các bạn thấy, từ màu đỏ, xanh lá cây chuyển qua màu xanh dương. Buổi tối chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Tối này thì mình sẽ test cho các bạn xem. Ấn cái công tắc này về chính giữa thì nó sẽ tắt đi. Và nhấn qua bên đây, 8 bóng đèn LED còn lại sẽ phát sáng. Tác dụng của nó là hấp sáng cái hồ cá của mình. Ban đêm thì mình cũng có thể xem được đồng hồ nhờ vào cái ánh sáng của đèn LED. Thêm một cái chức năng đặc biệt mà mình chờ đợi, chức năng của vòi nước. Để mở cái chức năng này thì mình sẽ gạt cái công tắc motor ở bên dưới. Nước chảy nè, nước chảy khá mạnh. Tác dụng của nó là lọc nước. Và nhìn theo những cái nước chảy mình sẽ thấy những cái bọt khí. Những cái bọt khí lăn tăn ở bên dưới cái lòng hồ. Nó sẽ có tác dụng là cung cấp oxy. Bây giờ sẽ là tới cái giây phút mà mình chờ đợi nãy giờ. Thả cá vào bên trong lòng hồ. Ở đây thì mình có những cái con cá mà mình đã nuôi sẵn ở trong hồ trước nhà mình. Đầu tiên thì mình sẽ thả một cái con cá betta, hay còn gọi là cá sim. Đây, thả cá vào bên trong nhà mới. Wow, tuyệt vời luôn. Mới thả vô nó hơi nhát, nó trốn ở trong ở đằng sau cái chỗ đựng viết nè. Đó, nó nè. Còn 3 chú cá hồng cho nó vô nhà mới luôn. Ok, những chú cá hồng rất thích thú với cái hồ cá mới này. Nó bơi liên tục. Một cái hồ cá rất đẹp, có nước chảy, có đèn LED ở bên trên. Để ngay ở trên bàn làm việc của mình, trên bàn học tập của mình. Vừa học tập, vừa ngắm cá để thư giãn đầu óc. Mình có thể chơi đùa với những cái con cá, mua những cái hũ cá mất ăn, thả vô cho nó ăn, nuôi nó, chăm sóc nó. Thậm chí là mình có thể mua những cái cây hủy sinh riêng để trang trí vào bên trong lòng hồ, tạo oxy cho cá. Kích hoạt thử cái chức năng âm thanh cho các bạn cùng nghe. Mình nghe được tiếng chim hót nha. Chim hót, cá bơi lội. Và nếu như các bạn muốn có một điều gì đó mới lạ hơn và không muốn nuôi cá thật, bởi vì nuôi cá thật sự chúng ta phải cần thời gian chăm sóc, đôi khi nó sẽ làm cho dơ nước, thậm chí là có một số những cái mùi tanh ở trong phòng, thì đây mới đặt hàng ở trên mạng luôn. Cá nhựa một con, trang trí hồ cá bởi cá, số lượng mình đặt mua tới 15 con. Wow, cá đầy đủ màu sắc. Những cái con cá này quảng cáo nên nó sẽ lơ lửng ở trong cái hồ nước của mình, hoặc là trôi theo cái dòng nước của cái máy lọc nước nó xả xuống. Thả thử xem sao. Đấy. Ok, mình để gần cái vòi nước nè. Đó, nó sẽ tự động lơ lửng ở trong cái hồ cá và nó sẽ trôi theo cái dòng nước. Thử cái con cá màu xanh lá cây nha. Cá màu đỏ. Một con thì mình mua chỉ có 4.000 đồng thôi. Đó. Thả những cái con cá nhựa vô hồ cá nó sinh động hẳn lên. Và ban đêm thì mình sẽ mở đèn cho hồ cá lên. Wow, đèn của nó khá sáng, nhìn thấy rất rõ ở bên trong lòng hồ, đặc biệt là phần đồng hồ. Mình có thể xem giờ được, như hiện tại là 8 giờ 18 phút. Và cái phần đèn này mình có thể điều chỉnh lên xuống để soi sáng cái hồ cá, hoặc là soi sáng ở trong căn phòng. Test tới cái phần đèn LED. Đây, mặc dù chỉ có 2 bóng đèn LED, nhưng mà nó có thể soi sáng cả cái hồ cá rất sáng. Và từ từ nó sẽ chuyển màu, chuyển từ màu xanh lá cây sang màu xanh dương, như một cái đại dương mênh mông tràn đầy màu sắc. Kết hợp với chức năng sao ở trong cái phần đồng hồ này. Đó, nghe được tiếng nước chảy nha. Tiếng côn trùng kêu rã rít. Và ban đêm thì mình sẽ ngắm nhìn cái hồ cá này, cùng với những cái âm thanh tự nhiên, dần dần sẽ đưa mình chìm vào bên trong giấc ngủ. Đó, chuyển qua tiếng chim hót. Cái màu sắc của cái hồ cá này khá đẹp, cho các bạn xem ở cái mặt sau nè.
Đó, nhìn thấy được cái cây hủy sinh nó dập dìu trong làn nước. Và cái bóng đèn nó sẽ chuyển màu làm cho cả cái hồ cá mình thay đổi được cái màu sắc. Thì đây là một cái combo hồ cá đã có sẵn. Mình chỉ việc mua về và trang trí ở trong phòng, ở trên bàn làm việc của mình. Và video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở những video mở hộp các sản phẩm thú vị khi mà đặt mua trên mạng. Bye bye.